Xin chào tất cả anh chị em các bạn nha. Hôm nay mình đi tới trường của con gái để mình lấy cái khờ vê cho nó đó. Người ta mời là 6:15 nè, chỉ có một người được tới thôi à. Tại vì Covid nên người ta giới hạn, hồi trước thì được đi hai người, bây giờ đi chỉ có một người thôi. Bây giờ mình sẽ đi. Bây giờ Dung sẽ đi rước con gái Dung trước. Ở trường cấp 3, nó nằm ở bên một cái thành phố khác. Sau đó mình sẽ quay về ở chỗ của Dung nè, đi lại trường cấp 2. Tại trường cấp 2 thì nó cũng gần nhà Dung chứ không có xa. Dạ bây giờ Dung đã tới trường học rồi nè. Có xe bus để đón học sinh nữa. Và mình thì mình chạy vô cái đường nhỏ ở trong để đợi. Tại vì đường mấy cái chỗ mặt kim lớn để dành cho xe bus đó. Mình vô đó thì con gái của Dung nó đứng đợi sẵn ở đó. Trường học ở kia có cờ vua nữa. Wow. Có cây hoa anh đào. Căng tin ở đâu con? Phía sau là sân đá banh. Chắc chỗ này để cho mấy đứa nhỏ nó chơi nè. Đây là trường cấp 2. Wow, đẹp quá ha. Để mình để sách tôi tập vô hả? Rồi. Wow, giờ mình sẽ đi vô. Đứng ở phía trên đó là có thầy cô giáo và đại diện của bên thành phố mình xuống để phát biểu và trao quà cũng như là bằng tốt nghiệp cho các em học sinh đó các bạn. Thì xong rồi thì sẽ kêu lên, bây giờ thì cái ông mà mặc áo màu đen á sẽ kêu từng học sinh lên để trao bằng tốt nghiệp và quà tặng của nhà trường với lại của thành phố. Dung lên nè các bạn. Trời ơi, lúc đó mình kêu nó là lên rồi xong rồi quay cái mặt xuống mẹ chụp hình cho, cầm cái bằng tốt nghiệp đưa lên, nó đâu có chịu đâu, nó mắc cỡ anh chị các bạn. Tướng nó đi coi hiên ngang ghê không? Và lúc đó mình cảm thấy vui dữ lắm luôn á. Mình đi tới trường của Kathin để lấy bằng cấp, bằng tốt nghiệp á. Xong rồi mới vừa về mở cửa, Susie nó nhảy lên nè, coi nó nè. Kiểu đời đó nổi không? Bây giờ thì Dung sẽ đi mua bánh về ăn chúc mừng Kathin được lấy bằng cấp 2 nha chị các bạn. Có Susie đi chung nữa. Đi mua ở đâu ta? Đi muốn mẹ ở đâu được ta? Ở mạng, đi lát nữa đi xét đi nớp phưa ho sang con rước Út Phượng. Bầu mình đi gần đây đi, mình đi về lát nữa rước sao. Sao đi trễ quá hết bánh mì sao giờ không đi mua trước? Mua lơ lé hay mua ở mà ở boutique đây? Boutique đó. Ở tiệm ở bánh mì đây. Nghĩ đâu dễ được, dễ hơn. Rồi đó rồi. Mua đây dễ hơn hả? Rồi. Ok. Sushi. Quay coi nó làm gì phía sau.
Aïe, t'as un souci. Non, mais ça glisse trop qui ça court, maman, en fait. Faut que je l'aide dans le coffre. Souci, il y a moins, hein? Non. Mais viens là, viens là, viens là. Viens ici. Đây là cái bằng cấp đó, bằng tốt nghiệp cấp 2. Có vui không? Thấy ai cũng vui luôn. Khi mà kêu la ca thiên, ôi là mẹ vui, vui luôn. Đó, mở ra coi là cái gì trọng. Năm sau là tới David rồi. Tới năm sau năm sau tới đây cái đi lấy rồi. Ồ kìa, gì vậy ta? Ah ouais, mais c'est trop bien. Cái bản đồ. Oui, mình gratté cho nó mình đi trong pays nào. À vậy hả? Ta tặng phải không? Đây là kỷ niệm hả? Mình thấy bà mới touché parce que quand même gratté quand. Ah ouais, bà mang làm nhẹ cái em mở banh ra to ra cái. Banh ra to mẹ ca ca. Ô, đây. Wow, nó màu đen ngộ ha. Ừ. Đó có xin nè. Không có Việt Nam. Có Việt Nam không? Đúng rồi, ờ đúng rồi, Việt Nam nè, đâu rồi? Sao mà không thấy? Đây nè, thấy rồi. Đây, thấy là Việt Nam nè, thấy không? Bản đồ Việt Nam hình chữ S nè, ở dưới là Campuchia, Thái Lan nè, Lào nè. Đó. Bản đồ màu đen. Lần đầu tiên thấy bản đồ đen mà lùi vậy luôn á. Chúc mừng Kê Hinh nha. Kê Hinh cố gắng năm sau học để đi lấy cái này nữa nha. Ba năm nữa. Để đi lấy bằng tốt nghiệp cấp 3 ha. Năm nay là cấp 2. Đó. Vui lắm, nói chung là phụ huynh ai cũng vui hết trơn. Lát nữa về cho ba coi. Mua cho Kê Hinh bánh nè. Đó, mới chạy đi tiệm mua hai cái bánh luôn. Được chưa? Chúc mừng cả Hin. Để học giỏi nha con. Đang ngậm trong miệng nói cảm ơn mẹ. Cảm ơn ba mô. Này chưa? Lát nữa ăn ha. Dạ. Năm sau tới David nè, David phải học giỏi đi. Để đi lấy bằng cấp giống chị hai. Ok, lấy đíp lên giống chị hai. Ha. Vui vui. Nhớ lại cái hồi đó mình mình học xong thi xong tốt nghiệp đâu có mấy vấn đề này đâu. Đâu có phụ huynh tới để lấy bằng cấp gì đâu. Thấy vui quá, thấy mọi nơi khác nhau nhưng mà thấy vui. Mình cảm nhận được nỗi vui của tất cả những phụ huynh luôn á. Lát nữa về cho ba tụi nhỏ nó coi, tại vì anh không có ở nhà. Thật sự là tụi nhỏ mà học lên ở bên đây á, là không có xếp hạng nhất nhị hạng ba gì hết trơn á, mà người ta chỉ xếp là kiểu như người ta ghi là Moyen là trung bình, hay Vien là khá, hay là thầy Vien là giỏi, ta xếp vậy thôi chứ người ta không xếp hai hạng nhất hạng hai rồi trao giải thưởng là không có. Ai cũng có phần hưởng á, cách đây 2 năm rồi, 2 năm thì được ở Mary á tặng cho một cuốn từ điển thiệt là to, là ai cũng có hết trơn á, nhưng mà không có vấn đề mà giải thưởng giống như ở bên mình để cho làm, tại vì ta sợ kiểu như mấy đứa nhỏ nó buồn á nên ta không có vấn đề đó.